phát hiện một cháu bé trong thùng xốp bị bỏ rơi tại công viên ở Quảng Nam. Dùng dao gây thương tích hội đồng 25% cho đối thủ, 12 thanh thiếu niên bị khởi tố về tội giết người. Tạm giữ hình sự người phụ nữ chiếm đoạt một cháu trai 2 ngày tuổi ở bệnh viện. Chưa thể vận hành tuyến metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh do còn nhiều danh mục và hạng mục chưa hoàn thành. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Liên quan đến vụ việc phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi, Ủy ban nhân dân phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thông báo về việc tìm cha mẹ, thân nhân cho cháu bé nói trên. Theo đó, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, Ủy ban nhân dân phường Điện Thắng Bắc tiếp nhận thông tin trên địa bàn khối phố Bồ Mưng 2 phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi ở công viên. Qua xác minh, cháu bé bị bỏ rơi là bé trai cân nặng 4,5 kg, nằm trong thùng xốp màu trắng được cuốn khăn vải lông màu xanh, đầu đội mũ vải màu vàng. Hiện sức khỏe của cháu bé bình thường. Ủy ban nhân dân phường Điện Thắng Bắc thông báo ai là cha mẹ đẻ thân nhân của cháu bé thì đến tại Ủy ban nhân dân phường Điện Thắng Bắc để làm thủ tục nhận con. Trong thời gian 7 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu không có thông tin về cha mẹ của trẻ thì Ủy ban nhân dân phường Điện Thắng Bắc sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật. Trước đó tại Nghệ An cũng xảy ra vụ việc cháu sơ sinh bị mẹ bỏ rơi thả trôi trên sông. Qua xác minh ban đầu cho thấy, người mẹ có hành vi bỏ con trong thùng xốp rồi thả trôi sông là chị Phở, chú tại Hưng Nguyên, Nghệ An, cháu nhỏ là con trai mới sinh 4 ngày tuổi. Làm việc với cơ quan công an phờ khai do hoàn cảnh khó khăn, sau khi sinh con ra được chẩn đoán mắc nhiều bệnh nền, bệnh nặng và nhận thấy khó có khả năng nuôi con, nên chiều ngày 24 tháng 9 phờ đã xin cho con ra viện. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Phở chở bà ngoại bế theo cháu đi ra chợ Vinh, mua một thùng xốp rồi đi về phía sông Vinh. Khi đến khu vực bãi sông cách cầu Tùng Binh, khối Cộng Hòa, phường Vinh Tân, thành phố Vinh khoảng 20 mét, Phở nói mẹ ngồi trên xe còn Phở mang theo con và thùng xốp xuống mép sông. Tại đây, Phở đặt con vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông. Hiện công an phường Vinh Tân đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định liên quan đến vụ hỗn chiến nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bắt giam Phạm Minh Thà, Phạm Nguyễn Duy, Nguyễn Quất Việt, Nguyễn Tấn Lộc, Lê Nhân Nghĩa, Mai Trí Bình, Võ Văn Bình Dương, Huỳnh Vĩnh Phúc, Phạm Quốc Thuận, Nguyễn Phúc Hậu, Lê Trường An và Ngô Tấn Vĩ để điều tra về tội giết người. Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố cùng tội danh và bắt giam Phạm Quốc Thái, Bùi Thanh Duy, Nguyễn Vũ Hà, Phan Bảo Anh, Huỳnh Trí Nguyên, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Trí Kiệt, Huỳnh Nam Thành và Lê Hữu Nhân. Kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa Phạm Quốc Thái và anh em Đoàn Văn Triệu Em. Vào tối 24 tháng 1, Thái kể lại mâu thuẫn này cho 19 thanh thiếu niên khác và rủ cả nhóm đi tìm Triệu Em để trả thù. Nhóm này đồng ý tham gia và chuẩn bị 9 cây dao tự chế, đeo khẩu trang, sử dụng xe mô tô đã che biển số, cùng nhau đi tìm đối phương. Khi phát hiện nhóm của Thái tiến đến với nhiều hung khí, nhóm của Triệu Em nhanh chóng bỏ chạy. Tuy nhiên, Lê Hoàng Vũ sinh năm 2008 không kịp thoát và bị nhóm của Thái tấn công bằng dao và đánh đập, gây thương tích 25%. Sau khi gây án, nhóm này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Theo công an, những đối tượng trên có độ tuổi từ 15 đến 20, cùng chú tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Hiện vụ án đang được lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh An Giang điều tra và làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự đối với Thạch Thị Sóc Sô Khon nè, 38 tuổi, ngụ ấp Lạc Thạnh B, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, để điều tra về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Theo nguồn tin cho biết, tại phòng số 16 khoa sản thuộc Bệnh viện Sản Nhi, Trà Vinh, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, đối tượng lợi dụng lúc mọi người không chú ý đã thực hiện hành vi chiếm đoạt cháu trai sinh ngày 26 tháng 9 năm 2024, là con của chị KTSN sinh năm 1989, ngụ xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, vào sáng ngày 27 tháng 9. Ngay sau đó, anh CHC là chồng của chị N phát hiện chi hô và cùng mọi người bắt giữ Thạch Thị Sóc Nè, đồng thời trình báo công an. Tại cơ quan công an Thạch Thị Sóc, Sô Kho Nè khai do không thể có con nên đã bắt cóc bé trai nói trên với mục đích mang nhà nuôi, rồi nói dối là con của bạn trai với mình để làm giấy kết hôn. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an huyện Châu Thành tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan thường trực Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng vừa có văn bản gửi ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, MAUR chủ đầu tư về kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị ra soát hồ sơ hoàn thành công trình tại dự án Metro số 1 Metro Bến Thành Suối Tiên, theo chủ đầu tư phải đến giữa tháng 12 năm 2024 mới có thể được cấp chứng chỉ an toàn hệ thống. Các cơ quan có thẩm quyền đang tổ chức kiểm tra các hạng mục phòng cháy chữa cháy và an toàn môi trường. Trong khi đó, công tác lập và tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình mới đang được các nhà thầu thực hiện, hiện chưa đầy đủ, danh mục hồ sơ hoàn thành công trình chưa được lập theo quy định. Phía hội đồng cho rằng để đưa đoạn tuyến trên cao của dự án vào khai thác đáp ứng tiến độ vào cuối năm 2024, chủ đầu tư cần phải khẩn trương giả soát, hoàn thiện các tồn tại về hồ sơ hoàn thành công trình tại gói thầu CP2, xây dựng đoạn đi trên cao và depot dài 17,1 km từ ga Ba Son đến depot Long Bình. Căn cứ vào tình hình thi công, chủ đầu tư lập kế hoạch chi tiết tiến độ hoàn thành các hạng mục, công việc còn lại làm cơ sở nghiệm thu hoàn thành dự án. Bên cạnh đó, trên cơ sở kết quả kiểm tra ra soát của cơ quan thường trực, hội đồng và tổ chuyên gia cho thấy, MAUR và các nhà thầu đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án để đáp ứng tiến độ hoàn thành đưa vào vận hành khai thác. Trong đó, tại thời điểm kiểm tra, phần xây dựng của Metro số 1 đã cơ bản hoàn thành đạt khoảng 99%. MAUR cũng đang tổ chức vận hành liên động dự án và chuẩn bị vận hành thử dự án. Dự kiến công tác này sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11 năm 2024 ngoài ra chủ đầu tư cần khẩn trương triển khai công tác đánh giá tác động môi trường dự án quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn của bộ tài nguyên và môi trường cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan để sớm tháo gỡ các tồn tại vướng mắc liên quan đến việc cấp giấy phép môi trường nếu có Hội đồng cũng yêu cầu phía tư vấn đánh giá an toàn hệ thống bố trí đầy đủ nhân sự để đẩy nhanh công tác đánh giá an toàn. Các đơn vị liên quan cần kịp thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho đơn vị tư vấn đánh giá an toàn hệ thống và giải quyết, xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh để không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công việc này. Chiều 27 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Trải đã có báo cáo liên quan đến phóng sự về điểm trường Mang Mù, trường Mầm Non Mồ Dề, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Trải. Quá trình thực hiện chương trình, phóng viên có quay phim ghi hình hoạt động của phụ huynh, của giáo viên và của học sinh tại điểm trường, đồng thời thực hiện phỏng vấn lãnh đạo, giáo viên của nhà trường và phụ huynh học sinh. Qua kiểm tra xác minh và qua thực tiễn các cơ sở giáo dục, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Trải nhận định nội dung phản ánh về bữa ăn trưa của các cháu tại điểm trường Màng Mù là chưa toàn diện và thực tế, mục đích cơ bản để kêu gọi hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Trải, nhà trường tổ chức nấu ăn trưa cho các cháu tại điểm chính và các điểm lẻ, chế độ chính sách của trẻ đã được chi trả trực tiếp cho cha mẹ. Ông Mùa A Trinh, bí thư tri bộ bản Mang Mủ cho biết, bản đã tuyên truyền đầy đủ các chế độ, chính sách tới toàn thể nhân dân, phụ huynh học sinh của bản được hỗ trợ ăn trưa cho các cháu mầm non 160.000 đồng một tháng một học sinh, hỗ trợ chi phí học tập 150.000 đồng một tháng một học sinh. Về gia cảnh của học sinh ăn cơm với gừng chấm muối trong phóng sự thông tin gia đình làm nông nghiệp đủ gạo ăn cho cả gia đình trong năm không bị đói. Phụ huynh học sinh là anh HAZ có tham gia công tác an ninh trật tự của bản, hàng tháng đều nhận kinh phí hỗ trợ. Anh Dê cho hay đã được tuyên truyền nắm được các chế độ chính sách của Đảng, nhà nước và của các cấp cho con em mình được nhận kinh phí hỗ trợ ăn trưa vào cuối kỳ học. Gia đình anh cũng luôn quan tâm đến việc học tập của con cho các cháu đi học đầy đủ. Hiện tại, nhà trường tổ chức nấu ăn trưa cho các cháu hai bữa một tuần nên hai ngày đó gia đình không chuẩn bị cơm cho con các ngày khác gia đình cho con mang cơm cặp lồng gồm cơm mì tôm trứng thịt cá thỉnh thoảng có hôm ngoài thức ăn anh có thêm vài lát gừng cho con vì vừa là gia vị vừa là món ăn thường ngày của người mông anh dê tường thuật lại khi đang chuẩn bị cơm và trứng gà cho vào cặp lồng để cho con đi học lúc ấy các anh phóng viên đến gia đình có hỏi tôi nhà có gừng không thì mang đi cho con vì vậy, tôi đã đi lấy gừng và thái lát để mang đi cho con. Lúc đầu chỉ thái vài lát, nhưng các anh bảo thái nhiều vào nên tôi có thái thêm. Để đưa con đến lớp đúng giờ, vội quá nên tôi không kịp làm thêm trứng cho con mang đi học được. Đồng thời qua nói chuyện, chia sẻ và một phần theo ý của phóng viên, nên tôi có nói như vậy về việc mang cơm cặp lồng đến trường của con tôi. Cô giáo Nguyễn Thị Yến, giáo viên trong phóng sự cho biết, phóng viên có nói chuyện, trao đổi và tâm sự với cô khoảng hơn một giờ. Cô Yến cũng nói các chế độ của học sinh được thực hiện đầy đủ kịp thời, được các cấp quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học nên điều kiện học tập của các cháu tốt hơn. Khi nói về những khó khăn vất vả của học sinh thời gian trước, cô giáo không kìm nén được cảm xúc nên nói và khóc như vậy. Hiệu trưởng trường mầm non Mồ Dề Lê Thị Yến cũng cho biết các chế độ của học sinh được nhà trường thực hiện đảm bảo kịp thời. Do điều kiện còn khó khăn, các điểm lẻ của trường mầm non Mồ Dề mới tổ chức nấu ăn trưa cho các cháu hai buổi một tuần các buổi khác học sinh mang cơm cặp lồng, nhà trường có nấu thêm canh nóng cho các cháu. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Trải đã yêu cầu lãnh đạo và giáo viên của trường mầm non Mồ Dề báo cáo giải trình các nội dung trong phóng sự, đồng thời chỉ đạo tổ chức họp để quán triệt, tuyên truyền các chủ trương chính sách và các cấp về chế độ chính sách cho học sinh, chỉ đạo ngành giáo dục tham mưu chấn chỉnh các đơn vị trường trong việc tiếp nhận hỗ trợ, phát ngôn và thực hiện chế độ chính sách. Chiều 27 tháng 9, thông tin từ Sở Chỉ huy Tìm kiếm, Cứu hộ, Cứu nạn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm bằng máy xúc đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân của trận lũ quét xảy ra vào dạng sáng ngày 10 tháng 9. Nạn nhân được xác định là chị Hoàng Thị Quyến, sinh năm 1990. Được biết, gia đình chị Quyến có 4 người buôn bán hàng tạp hóa nhỏ ở trong làng. Trước đó, chồng chị Quyến là anh Hoàng Văn Tuân, sinh năm 1987, bị chôn vùi trong đống đổ nát và đã được tìm thấy thi thể. Con trai thứ hai của vợ chồng chị Quyến là cháu Hoàng Gia Bảo, sinh năm 2017 cũng bị lũ cuốn đi, được người dân phát hiện và kịp thời đưa đến bệnh viện điều trị. Hiện cháu Bảo vẫn đang được chăm sóc theo dõi tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Con trai cả của anh chị là cháu Hoàng Xuân Phúc, sinh năm 2009, thời điểm xảy ra trận lũ quét, cháu Phúc đang ở trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bảo Yên, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên chị Hoàng Thị C, cô ruột của hai cháu, Phúc và bà cho biết. Cháu Phúc được bố đưa đến trường nhập học từ ngày hôm trước khi xảy ra trận sạt lở đất. Chị C nói, khi đến nơi, trường thông báo tạm đóng cửa do mưa lũ phức tạp trên địa bàn. Cháu Phúc đòi về nhà, nhưng anh Tuân nói, thôi nên ở lại trường để đỡ phải đi lại nhiều. Nhờ vậy mà Phúc thoát nạn. Suốt mấy ngày nay, ngày nào Phúc cũng đi tìm mẹ. Hiện nay, tại thôn Làng Nủ, tổng số nạn nhân tử vong và mất tích là 67 người trong đó số người mất tích là 9 người. Số người được xác định an toàn là 87 người. Trước đó, chiều ngày 21 tháng 9, Ủy ban dân tỉnh Lào Cai khởi công xây dựng tái thiết khu dân cư Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Theo đó, khu tái định cư Làng Nủ giai đoạn 1 được xây dựng trên diện tích khoảng 10 ha, sắp xếp khoảng 1.000 m2 một hộ. 40 nhà ở được xây dựng 2 tầng, diện tích 8 x 12 m, thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tây cùng các công trình phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh ngoài khu tái định cư, các công trình phụ trợ như nhà văn hóa, trường học, các công trình hạ tầng, đường, điện, nước đều được triển khai thi công để đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài. Việc thi công xây dựng sẽ do binh đoàn 12 đảm nhiệm. Sau lễ khởi công, các đơn vị thi công sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thi công 3K, 4 kíp để quyết tâm đến ngày 31 tháng 12 hoàn thành toàn bộ công trình, giúp bà con có nơi ở mới. Dạng sáng 28 tháng 9, trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, cách ga Lăng Cô gần 4 km, xảy ra sự cố tàu hỏa bị chật bánh. Đây là vụ tàu hỏa gặp sự cố chật bánh thứ 5 liên tiếp xảy ra tại Thừa Thiên Huế trong vòng 2 tháng trở lại đây và là vụ thứ tư xảy ra trên địa phận thị trấn Lăng Cô. Theo thông tin ban đầu, Đầu máy D19E943 kéo theo 24 toa hàng chở container lưu thông trên hướng Huế Đà Nẵng khi đến thị trấn Lăng Cô vào dạng sáng đã xảy ra sự cố chật bánh tại vị trí đầu máy kéo. Do vị trí xảy ra sự cố nằm trên chính tuyến nên hoạt động đường sắt lưu thông qua đoạn này tạm thời bị gián đoạn. Ngay sau sự cố, ngành đường sắt huy động lực lượng phương tiện tổ chức cứu hộ tàu hàng bị chật bánh khỏi đường dây nhằm sớm thông tuyến đường sắt Bắc Nam trở lại. Theo tìm hiểu của phóng viên, trong 5 vụ tàu hỏa chật bánh khi lưu thông qua địa phận Thừa Thiên Huế, có 4 trường hợp xảy ra với tàu chở khách, riêng sự cố mới nhất này xảy ra với đoàn tàu chở hàng. Nguyên nhân các vụ tàu hỏa chật bánh trước đó tại Thừa Thiên Huế từng được đơn vị quản lý đoạn tuyến đường sắt quản Trị Thừa Thiên Huế giải thích là do vấn đề hạ tầng, kỹ thuật. Liên quan đến vụ trộm cắp vừa xảy ra trên địa bàn, Công an thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng cùng các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc xảy ra tại một tiệm bạc nằm trên quốc lộ 20 đối diện Ủy ban Nhân dân xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc do anh Lâm Kim Quốc, 27 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm làm chủ. Thông tin ban đầu vào khoảng 3 giờ 45 phút dạng sáng cùng ngày, một người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen trùm đầu, đeo khẩu trang cầm theo đèn pin đã phá khóa cửa phía sau tại tầng hầm căn nhà. Sau đó, người này đột nhập vào khu vực trưng bày các trang sức bạc ở tầng trệt căn nhà. Phát hiện camera ở góc tiệm, người này nhanh chóng tháo bỏ rồi ngắt kết nối Internet trong tiệm. Tuy nhiên, có một camera khác không bị phát hiện và ghi lại quá trình của kẻ trộm. Anh Lâm Kim Quốc, 27 tuổi, chú huyện Bảo Lâm, chủ tiệm bạc nói trên cho hay, lúc 5 giờ sáng anh kiểm tra camera thì phát hiện không có hoạt động. Lúc đó anh nghĩ có thể mất điện do ảnh hưởng của mưa lớn, tuy nhiên khoảng 6 giờ, anh từ nhà đến tiệm thì phát hiện hầu hết trang sức bạc trong tủ kính đã mất. Toàn bộ số trang sức bằng bạc bị mất trộm tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng, anh Quốc cho biết kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4 năm 2024 đến nay, Trần Văn Hoàng Giang, sinh năm 1987, trú tỉnh Bình Phước, nhận chở chất thải công nghiệp để đưa đến nhà máy để xử lý. Tuy nhiên, Giang đã tổ chức chôn lấp trái phép hơn 2.200 tấn chất thải công nghiệp thông thường tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên kỹ thuật môi trường. Hoàng Giang tọa lạc tại ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, huyện Bào Bàng, Bình Dương. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố Trần Văn Hoàng Giang với tội danh gây ô nhiễm môi trường. Giang bị cấm rời khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra. Hành vi này nhằm mục đích thu lợi tài chính nhưng đã gây ra ô nhiễm nghiêm trọng. Chất thải công nghiệp được phát hiện trôn trong vườn cao su với số lượng tới 2.200 tấn. Kiểm tra thực tế cho thấy khu vực trôn lấp chất thải là một khu đất rộng hàng ngàn mét vuông với rác thải công nghiệp bị trôn ngổn ngang và khu vực xung quanh được che chắn bằng tôn nằm trong khu vực rừng cao su. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Liên quan đến vụ việc một trường hợp bị nước cuốn tại cầu Lơ Pang, sông Ayun, đoạn tiếp giáp xã Đắc Răng và xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai và mắc kẹt trên sông suốt 8 ngày, lực lượng công an xã Đắc Răng đã tới hiện trường cùng lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07 cùng công an huyện Mang Giang, công an xã Đắc Răng phối hợp để tổ chức cứu hộ. Trong đó, anh Dương Văn Khiêm, cựu lính biên phòng đã bất chấp nguy hiểm bơi ra giữa dòng nước dữ của sông Ayun để cứu nạn nhân Phan Minh Thắng bị mắc kẹt. Anh Khiêm chia sẻ, chiều 24 tháng 9, khi tôi đang làm vườn thì có người trong xã đến tìm nói là ra bờ sông cứu giúp người. Tôi lật đật chạy ra sông thì thấy một người đang bị mắc kẹt ở mô đất cao ở giữa sông Ayun. Lúc ấy, các anh công an cũng đã có mặt, dù nước đã rút so với 2 đến 3 hôm trước, nhưng lúc đó nghe tiếng nước chảy dữ dội vào những mỏm đá lớn, chúng tôi cũng đã rợn người. Sau một hồi bàn nhau, chúng tôi nhất trí sẽ để tôi không mặc áo phao bơi sang chỗ mùa đất mà em Thắng đang mắc kẹt, cầm theo dây thừng được nối từ bờ và áo phao. Tôi khá dành về con nước giữ của sông Aiun và cũng làm nghề đánh cá nên rất dạn dày sông nước. Theo anh Khiêm, anh đã tìm cách vượt dòng nước lũ, lựa thế bơi ngược lên tiếp cận được chỗ Thắng đang bám víu. Gặp thắng, anh Khiêm động viên là không sao, có người cứu rồi. Lúc ấy thắng đã suy kiệt, chỉ gật gật đầu. Anh Khiêm cho biết thêm, tôi mặc áo phao, cột dây vào người cho em rồi nói em hãy bình tĩnh. Sau đó cùng với sự hợp sức của lực lượng cứu hộ cứu nạn trên bờ, chúng tôi đã đưa được thắng vào bờ an toàn. Anh Khiêm từng là lính biên phòng thuộc lực lượng cơ động của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai. Sau 2,5 năm trong quân ngũ, anh ra quân trở về địa phương năm 2005 lập gia đình và ở gần bờ sông Aiun làm người đánh cá, nghề nông mưu sinh. Anh Khiêm cho biết từ nhỏ ở ngoài cao bằng nhà tôi ở sát sông nên đã biết bơi lội sớm. Vào Gia Lai đi lính biên phòng nữa nên được luyện tập về bơi lội, cứu hộ, cứu nạn khá kỹ. Làm người đánh cá trên sông Aiun lâu năm, anh hiểu từng luồng lạch con nước của sông. Những năm trước, anh đã từng cứu nhiều người bị lũ cuốn trên sông. Hồi trước chưa có cầu, mọi người phải đi ở ngầm này. Khi nước sông dâng lên ngập ngầm, Tôi luôn ở trên bờ trông đến 7-8 giờ đêm để cảnh báo cho người dân. Các thầy cô giáo đi dạy về, không nên vượt ngầm sẽ nguy hiểm. Ngày 27 tháng 9, Bệnh viện Quân Y 175 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dạng sáng nay, Tổ cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân Y 175 cùng kiếp trực thăng của binh đoàn 18 đáp xuống tòa nhà viện chấn thương chỉnh hình, đưa hai bệnh nhân nguy kịch từ đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa Khánh Hòa về đất liền an toàn. Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân NHT, sinh năm 1990, ngư dân trên tàu cá tỉnh Bình Định. Trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển cách đảo Sơn Ca khoảng 100 hải lý, sau lần thứ tư lặn xuống vùng biển sâu hơn 20 mét để gỡ lưới, anh T bị chuột rút nên ngoi nhanh lên mặt nước. Sau khoảng 30 phút, anh xuất hiện tình trạng lạnh toàn thân, ngất lịm 15 phút, đau ngực, liệt và mất cảm giác hai chân. Bệnh nhân được tàu cá trở vào bệnh xá đảo Sơn Ca cấp cứu. Sau một giờ cấp cứu, bệnh nhân vẫn còn mệt nhiều, liệt hai chân, mất cảm giác từ rốn trở xuống. Bệnh xá đảo sau khi hội trần với Bệnh viện quân y 175 đã thống nhất chẩn đoán bệnh giảm áp tuyếp 2 mức độ nặng do lặn sâu, biến chứng hạ liệt và rối loạn cơ vòng. Tiền lượng rất nặng, nguy cơ tổn thương thần kinh tiến triển, hôn mê, suy hô hấp nếu không được điều trị đặc hiệu tại cơ sở chuyên khoa. Bệnh viện đề nghị chuyển bệnh nhân về tuyến sau nhanh bằng trực thăng, càng sớm càng tốt. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân LVL, sinh năm 1972, quê quán tại Quảng Ngãi. Chẩn đoán đột quỵ bán cầu não trái nghĩ nhiều dẫn đến xuất huyết não, tăng huyết áp kịch phát ngày thứ 11. Trước đó ngày 16 tháng 9 năm 2024, bệnh nhân bị ngã, đau đầu, yếu tay chân, mất cảm giác người bên phải. Trong thời gian nằm điều trị tại bệnh xá có thời điểm ý thức kém, mạch bệnh nhân xuống thấp, đau đầu nhiều nhận thấy tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu nên hướng xử trí tiếp theo chuyển bệnh nhân về đất liền điều trị Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, 17 giờ ngày 26 tháng 9, máy bay trực thăng EC-225 mạng số hiệu VN-8619 của binh đoàn 18 do cơ trưởng Trung tá Đỗ Hoàng Hải cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện quân y 175 do Trung tá Diệp Hồng Kháng, Phó chủ nhiệm khoa hồi sức tích cực làm tổ trưởng, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đảo Sơn Ca để đưa hai bệnh nhân trên về đất liền điều trị. Đến khoảng 22 giờ 15 phút ngày 26 tháng 9, tổ cấp cứu đường không đã tiếp cận hai bệnh nhân tại đảo Sơn Ca. Sau khi thăm khám, đánh giá, xử trí cấp cứu tại chỗ ổn định, báo cáo và xin ý kiến chỉ huy bệnh viện, nhận định bệnh nhân đủ điều kiện vận chuyển đường không và quyết định đưa hai bệnh nhân lên máy bay. Trung tá Diệp Hồng Kháng chia sẻ, quá trình vận chuyển bằng trực thăng hơn 5 giờ trong điều kiện bay đêm có dừng tại đảo Trường Sa lớn để nạp thêm nhiên liệu. Các bệnh nhân được theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn, các chỉ số về chi giác hô hấp mạch huyết áp và tình trạng yếu liệt tạm ổn định không tiến triển nặng thêm tổ cấp cứu đã duy trì các biện pháp hồi sức bổ sung các thuốc theo chuyên khoa phối hợp tổ bay điều chỉnh tốc độ bay và độ cao máy bay phù hợp với bệnh nhân có bệnh lý giảm áp và đột quỵ não ngay khi hạ cánh xuống tòa nhà viện chấn thương chỉnh hình, bệnh viện quân y 175 đưa hai bệnh nhân vào khoa cấp cứu, nhanh chóng tiến hành làm các xét nghiệm đặc hiệu, triển khai hội trần viện để đưa ra chẩn đoán xác định và điều trị chuyên sâu kịp thời. Thông tin từ công an thành phố Cần Thơ, đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn, 31 tuổi, ngũ tỉnh Vĩnh Long, dương tính với ma túy, cướp xe tải bỏ chạy, gây tai nạn khiến hai người thiệt mạng, nhiều người bị thương, xảy ra trên ba quận Thốt Nốt, Ô Môn và Bình Thủy chứng kiến toàn bộ quá trình lực lượng chức năng khống chế tên cướp, ông Đoàn Thanh Phương, 35 tuổi, ngụ tại Ô Môn kể. Tôi đang ngồi gần đó thì bất ngờ nghe thấy tiếng đùng lớn vang lên. Người đi đường hoảng loạn la hét, rồi họ nhanh chóng bỏ chạy tán loạn về nhiều hướng khác nhau. Các xe tải trên đường lúc đó dừng lại, nhiều xe thậm chí còn chắn ngang đường để ngăn chặn. Cũng theo ông Phương, thời điểm đó nhiều xe cảnh sát vây quanh khu vực. Sau đó có hai tiếng nổ lớn vang lên, nghe giống như tiếng súng. Ngay sau tiếng nổ, ông nhìn thấy cảnh sát kéo được tài xế ra khỏi xe tải ông phương nhớ lại tình huống này giống như trong phim hành động rất kịch tính và nhanh chóng ông phương cũng cho biết thêm trước khi bị khống chế tài xế cố tình tông vào nhiều ô tô khác trên đường sau khi gây ra hàng loạt vụ va chạm tài xế vẫn tiếp tục cố thủ trong xe mặc cho lực lượng chức năng ra sức bao vây yêu cầu ra ngoài ông phương kể thêm nghi phạm rất ngoan cố dù lực lượng công an truy bắt quyết liệt và một số người dân còn đập kính xe để kéo hắn ra nhưng hắn vẫn cương quyết không chịu nhất quyết ngồi lì trong xe ông khá bất ngờ trước sự cứng đầu của nghi phạm ngay sau vụ việc các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng công an tiếp tục khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và điều tra để làm rõ vụ việc theo đúng quy trình pháp luật theo thông tin mới nhất, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 2006, con trai bà Lê Thị V, sinh năm 1964, cùng chú tại thôn 6, xã Yà Le, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai. Bà V được phát hiện đã tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn và được chôn lộ thiên trong vườn điều của gia đình. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Tiến có liên quan đến vụ án giết người xảy ra tối ngày 26 tháng 9. Nạn nhân là mẹ đẻ của đối tượng. Hiện tại, thông tin về nơi ở và hoạt động của Tiến vẫn chưa rõ ràng, do đó cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi sự phối hợp từ các cơ quan chức năng trong việc truy tìm đối tượng. Nếu phát hiện Nguyễn Văn Tiến, đề nghị báo cáo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai tại số 276A đường Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc liên hệ với thiếu tá Trần Văn Vinh, điều tra viên thụ lý vụ án qua số điện thoại 0867 171 679. Theo thông tin trước đó, tối ngày 26 tháng 9, thi thể bà Lê Thị Vê được phát hiện trong tình trạng trôn vùi dưới đất, hộp sọ và một phần chân tay lộ thiên đang trong quá trình phân hủy. Vùng đầu của thi thể có nhiều thương tích, nghi do ngoại lực tác động. Được biết, cách đó một tuần, người con trai của bà Vê là Nguyễn Văn Tiến đã đi khỏi địa phương. Khói lửa bao trùm làng đào Nhật Tân, Hà Nội sau khi cơn bão đi qua. Những người dân mắt đỏ hoe khi tự tay thiêu trụi từng gốc cây thân thuộc, mất bao tâm huyết để trồng, nước lũ sông hồng dâng cao khiến hàng chục hectare đào tại làng nhật tân quận tây hồ hà nội bị xóa sổ không thể phục hồi người dân thiệt hại hàng trăm triệu đồng mỗi vườn theo ghi nhận sau gần hai tuần nước rút khung cảnh tại làng nhật tân bao trùm là khói của người dân mang cây đi đốt tiếng nổ lách tách của những cành cây khô báo hiệu một mùa đào tàn nhìn vào từng cây đào bị thiêu trụi anh nguyễn văn sơn không khỏi xót xa bởi bao công sức của anh đổ sông đổ bể anh Sơn cho biết, sau trận lũ lịch sử, vườn nhà anh chết hơn 80%, số còn sống thì cũng khó phát triển. Tết năm nay coi như bỏ, giờ phải đốt, vệ sinh vườn và cải tạo đất để trồng lứa đào mới, mong rằng kịp cho năm sau nữa. Nhiều chủ vườn trồng cây tại làng Nhật Tân cùng chung cảnh ngộ như gia đình anh Sơn, người nông dân tại đây chia sẻ. Nhìn từng cành cây mình chăm bẵm bao nhiêu ngày tháng, giờ phải mang đi đốt, xót lắm. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, 40 ha trồng đào của người dân chiếm 50,3% đã chết khô sau khi nước sông Hồng rút. Người dân Nhật Tân cho biết, hàng ngày họ tỉ mỉ tưới nước bón phân, tỉa canh, mong chờ những bông hoa đào nở rộ vào dịp Tết. Thế nhưng, cơn lũ bất ngờ đã cướp đi tất cả, để lại những gốc đào chờ trụi, khiến người dân làng đào trắng tay. Bà Lâm Thị Liên cho biết, hôm nay trời nắng nên bà tranh thủ đến vườn dọn dẹp, đốt bỏ đào đã chết. Tôi ở đây phải 50 năm rồi, chưa chứng kiến cảnh ngập đến vậy. Bây giờ thì chắc nhà tôi tranh thủ dọn dẹp vườn, rồi trồng lại giống đào mới, giống cũ giờ chết hết, phải qua tỉnh khác để mua. Dù thiệt hại nặng nề, người dân làng Đào Nhật Tân vẫn không ngừng nỗ lực vực dậy, nhiều gia đình đã thuê máy xúc đến xới đất để trồng vụ mới, quyết tâm giữ nghề đào truyền thống. Ông Nguyễn Văn Mạnh cho biết, cơn bão đã cuốn trôi lớp phù sa màu mỡ, khiến đất đai trở nên cằn cỗi nhưng chúng tôi không nản lòng mà cố gắng cày sới bón phân, làm tơi đất để xây dựng lại làng đào. Tại km 4 970 của tỉnh lộ 162 qua địa phận xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, khoảng 60.000 mét khối đất đá vùi lấp toàn bộ mặt đường gây ách tắc giao thông, đồng thời gây chia cắt giao thông giữa hai huyện Văn Bàn và Bảo Thắng của tỉnh Lào Cai. Lực lượng chức năng huyện Văn Bàn đã đưa máy móc, nhân lực đến triển khai, khắc phục xử lý điểm sạt lở và cho thông đường ngay sau khi vụ việc xảy ra. Sau bão số 3, tuyến tỉnh lộ 162 còn có một điểm đứt gãy đường tại km 27 cộng 800, đoạn qua xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông tại đây. Để lưu thông từ huyện Bảo Thắng đi huyện Văn Bàn, các phương tiện di chuyển theo hướng Bảo Thắng, thị trấn Tăng Lỏng, tỉnh lộ 151, Phú Nhuận, Võ Lao, Sơn Thủy, quốc lộ 279, Văn Bàn. Những ngày qua, tỉnh Lào Cai chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 Gây mưa lớn trên diện rộng, để lại hậu quả chưa từng có trong lịch sử. Theo thống kê sơ bộ, đến ngày 24 tháng 9, bão số 3 và hoàn lưu bão gây thiệt hại cho tỉnh Lào Cai hơn 6.641 tỷ đồng. Mới đây, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện đường dây vận chuyển thuốc lá lậu từ Tây Ninh về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ nên lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Cụ thể ngày 27 tháng 9 Công an huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ truy xét tài xế xe ô tô chở thuốc lá lậu tông hàng loạt phương tiện trên địa bàn. Tối 26 tháng 9, các trinh sát phát hiện ô tô biển số thành phố Hồ Chí Minh chở thuốc lá lậu lưu thông trên quốc lộ 22 hướng về thành phố Hồ Chí Minh nên tiến hành vây bắt. Đến địa bàn xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, ô tô này tông hàng loạt phương tiện để tìm cách tẩu thoát nhưng bất thành. Sau đó, nam tài xế cho phương tiện tông vào giải phân cách bằng bê tông để chạy sang làn xe máy và bị kẹt lại. Lúc này, lực lượng công an ập tới vây bắt. Tuy nhiên, nam tài xế đã bung cửa bỏ chạy và lực lượng chức năng bắt được người đi cùng, đồng thời thu giữ 600 cây thuốc lá lậu. Quá trình trốn chạy, lực lượng chức năng, ô tô nói trên đã làm hư hỏng 7 phương tiện khác, may mắn không có thiệt hại về người. Hiện một số người liên quan vụ việc đã bị cơ quan công an bắt giữ. Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang tiến hành xét xử theo trình tự sơ thẩm đối với vụ án Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm giai đoạn 2 xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các công ty đơn vị liên quan. Trong phạm vi vụ án này liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm, tòa án xem xét giải quyết đối với các bị hại đã mua 6 mã trái phiếu. Cụ thể là các mã trái phiếu sau QT2018.12.01, ADC 2018.09, ADC 2018.09.01, ADC 2019.01, set.2025, SNVK 2018.10 do công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, công ty cổ phần đầu tư Sunny World, công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận và công ty cổ phần dịch vụ và thương mại thành phố Hồ Chí Minh Secha phát hành. Tòa thông báo đến các bị hại liên quan đến 6 mã trái phiếu trên, kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ. Nếu thông tin số lượng không trùng khớp hoặc có sai sót nhưng chưa gửi đơn yêu cầu điều chỉnh thì tiếp tục làm đơn yêu cầu điều chỉnh gửi đến Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kèm theo tài liệu chứng minh. Đối với các cá nhân tổ chức mua trái phiếu nhưng không nằm trong 6 mã trái phiếu nêu trên thì không thuộc phạm vi xét xử đối với vụ án này. Do đó, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không nhận đơn yêu cầu giải quyết của cá nhân tổ chức mua trái phiếu nằm ngoài 6 mã trái phiếu trên. Mọi vấn đề thắc mắc đề nghị liên hệ qua tổ thư ký của vụ án, thư ký Nguyễn Bảo Quốc và thư ký Nguyễn Thị Oanh, số điện thoại của tổ thư ký 0934115880. Tại trường bắn TB2 Sơn Tây Bình Định, các phi công Su-27, Mi-8 và zak 130 của Không quân Nhân dân Việt Nam vừa có đợt sát hạch khả năng công kích mục tiêu trong điều kiện ban ngày và ban đêm với sự tham gia của nhiều phi công, thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân chủ trì cuộc sát hạch. Dự cuộc sát hạch còn có lãnh đạo chỉ huy các cơ quan Quân chủng Phòng không Không quân, các sư đoàn Không quân và trường sĩ quan Không quân cùng lực lượng phi công của các đơn vị. Trước đó, trong hai ngày 24 và 25 tháng 9, Sư đoàn Không quân 372 và Trường sĩ quan Không quân thuộc Quân chủng Phòng không Không quân đã tổ chức một ban bay ngày và một ban bay đêm, thực hiện hàng chục lần chuyến bay công kích mục tiêu bằng máy bay Su-27, trực thăng Mi-8 của hai Trung đoàn 925, Trung đoàn 930 thuộc Sư đoàn 372 và máy bay Rắc-130 của Trung đoàn 940 thuộc Trường sĩ quan Không quân. Quá trình chuẩn bị cho diễn tập, các cơ quan quân chủng phòng không không quân và các đơn vị tham gia đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ thị của Tư lệnh Quân chủng phòng không không quân, động viên bộ đội khắc phục khó khăn, tích cực chuẩn bị mọi mặt, chủ động tổ chức huấn luyện bay ứng dụng chiến đấu, đánh mục tiêu mặt đất cho các phi công tổ bay, nhất là phi công trẻ lần đầu tham gia bắn ném bom đạn thật. Cùng với đó, các đơn vị đã chuẩn bị tốt máy bay, vũ khí sát thương và các phương tiện xe máy, điện khí phục vụ bay theo kế hoạch đường băng, đường lăn, sân đỗ đảm bảo tốt, các phương tiện, đài trạm thông tin đảm bảo thông tin, radar luôn thông suốt, vững chắc trên cả hai mạng thông tin chỉ huy, thông tin bảo đảm bay tại sân bay Phú Cát và trường bán TB2. Trong công tác tổ chức chỉ huy, điều hành bay đã đánh giá đúng tình hình khí tượng, triển khai bay đúng thời cơ, duy trì nghiêm túc các chế độ, nền nếp trong 3 giai đoạn bay. Công tác phối hợp hiệp đồng giữa các vị trí chặt chẽ chỉ huy điều hành bay nhịp nhàng khoa học, lực lượng phi công các tổ bay chuẩn bị bay tỉ mỉ hết nội dung, đầy đủ biện pháp an toàn bài bay. Hiệp đồng bay chặt chẽ giữa phi công buồng trước, buồng sau số 1, số 2 khi thực hành bay và khi sử dụng vũ khí, chấp hành nghiêm lệnh của chỉ huy bay, chỉ huy trưởng bắn, dẫn đường các vị trí, thực hành bắn ném bom đạt kết quả cao và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả thực hành bắn ném bom đạn thật có 100% đạt khá giỏi và xuất sắc, trong đó kết quả xuất sắc và giỏi đạt tỷ lệ rất cao.